Bức xúc vì giữa trưa hát karaoke sùm, thanh niên ngắt luôn điện của nhà hàng xóm. Hello, motherfucker. Mỗi dịp Tết đến, người dân lại có dịp để quây quần bên người thân và gia đình nhiều hơn. Những bữa tiệc liên hoan tất niên cuối năm đông vui là thế, nhưng chẳng thể nào đầy đủ nếu thiếu đi món ăn tinh thần mang tên karaoke. Từ nông thôn đến thành thị, từ nhà mặt đất đến chung cư cao tầng, từ nhà mặt đường đến ngõ sâu, bất cứ nơi đâu chúng ta cũng bắt gặp tiếng ồn của các dàn loa công suất lớn phát ra từ nhà hàng xóm. Điển hình nhất là mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một video với gần 10 triệu lượt xem. Theo như chủ của video chia sẻ, thời điểm này là giữa trưa, trong lúc anh và người nhà đang muốn nghỉ ngơi, thì một ca sĩ xóm lại tra tấn lỗ tai anh bằng một dàn loa karaoke công suất lớn. Dường như nhà hàng xóm nằm ngay sát nhà anh nên âm thanh phát ra rất lớn, từng câu từng chữ trong lời bài hát đều dễ dàng để nghe thấy. Và hành động gan dạ của anh chàng này đó là đi đến cây cột điện, dập cầu dao rồi sau đó chạy bạt mạng vào nhà của mình để không ai nhìn thấy. Sau pha tắt cầu dao điện thì khung cảnh trở nên im lặng hẳn, những bản nhạc gầm rú bỗng nhiên biến mất chỉ trong chốc lát. Còn về phía người xem video thì cảm thấy lo lắng cho anh chàng quay phim. Công nhận hành động của anh ấy dũng cảm thật đấy, nhưng không biết anh ấy còn ổn không? Lỡ đâu người ta mà phát hiện ra thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.